Ok. Chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mình mới vừa học xong, thì hôm nay mọi người hãy cùng mình đi ăn chè của người Hoa nhé. Đi thôi. Lúc này là mình order chè mè đen nè. Nhưng mà được biết hôm nay thì không có bán chè mè đen, nên là mình order hộp gà chè. Ai cấm dưỡng lẫn ở dắt cò cây tảnh xạ. Chè hộp gà. Đây là một món ăn của người Hoa được xếp vào danh mục những món ăn độc lạ nên thử ở Sài Gòn. Tiếng Việt gọi là chè hột gà, tiếng Hoa là chi tan chả và tiếng Quảng sẽ là cây tản chả. Trong đó, chi tan là trứng gà, chả là trà hay còn gọi là chè. Chè sẽ có gì đây? Đầu tiên thì sẽ có nước trà, 2 cái trứng cút, 1 cái trứng gà. Mình thử nha. Mình thấy là vị trà nó sẽ là ngọt, ngọt thanh. Nhưng mà nếu uống thêm một ngụm nữa mình sẽ có cảm giác là ngọt gắt. Nhưng mà người bạn đi chung của mình bảo cái ngọt đó là ngọt từ đường phèn mà ra. Mình sẽ thích ăn với trứng cút hơn. Còn trứng gà, khi mà cắt ra cái lòng đỏ nó huyện với trà á, ăn á, sẽ có cái cảm giác là nghẹn lại ở cổ. Mình là con người rất là thích ăn lòng đỏ nha. Nhưng mà phải công nhận là cái món này nó sinh ra là dành cho lòng trắng. Trứng cút thì mình cho là trọn vị, còn trứng gà thì mình sẽ hơi ngán, có thể là vì cái kích cỡ của trứng. Và mình có tìm hiểu thêm á, để mà làm đặc trưng nên hương vị của món chè này, một nguyên liệu không thể thiếu đó là trà tan ký sinh son kỳ xanh. Chè hột gà thì giúp an thận, bổ phổi, đẹp da, thanh giọng. Khúc này mọi người có thể thấy mặt mình hơi căng, hơi sượng, vì trước đó có một cái vấn đề là dù là người Hoa nha, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà ăn chè hột gà luôn á. Nếu mà không làm clip thì mình sẽ không kêu món này đâu, vì nhìn nó kỳ kỳ. Như phiên bản thịt kho tàu, phiên bản đồ ngọt vậy. Khi mà biết thêm là cần phải cho tan ký sinh vào chè thì mới ngon, mình mới hỏi thử chủ quán. Thì có lẽ đây là cái kiếp nạn của mình. Chủ quán không quá open về cái vấn đề này, cũng không quá là thân thiện. Ôi thôi, điều mình ngại nhất khi mà quay ngoại cảnh nó đã xuất hiện. Thế là dù có ý định ăn thêm nha, nhưng mà cảm thấy bầu không khí trong quán có phần không được thoải mái á, nên là mình đi qua một cái quán khác. Cái năng lượng hồi nãy ra với lỡ ngỡ ốc cuộn chi màu ủa. Chè mè đen có nguồn gốc từ người Trung Quốc. Tiếng Việt là chè mè đen, tiếng Hoa sẽ là chư mã hủ và tiếng Quảng sẽ là chi mã hủ. Trong đó thì chi mã nghĩa là mè đen và hủ sẽ là một cái hành động mà xay nhuyễn cho nát. Vậy thì trong chè sẽ có gì đây? Người thấy thì trong chè nó chỉ có mỗi hỗn hợp đen sệt của chè thôi đúng không? Nhưng mà theo mình tìm hiểu á, thì chè mè đen nó sẽ có hạt mè đen. Một điều đương nhiên, đường hoặc là mật ong, nước hoặc là sữa. Cảm nhận nha, nó sẽ có cái vị bùi bùi, béo béo của hạt mè đen. Mình cảm thấy là quán làm sẽ không quá là ngọt đâu, mà mình có cảm giác là sẽ không bị ngán và có thể ăn thêm một chén nữa. Thành thật mà nói nha, chỉ mới dạo gần đây thôi mà mới tập cho mình cái thói quen ăn chè mè đen. Thì lúc trước á, nếu mà đi quán chè với mẹ mình,
mẹ mình thường dắt mình đi quán chè, thì mình sẽ không bao giờ order chè mè đen hết đó. Tại vì mình nhìn vào cái màu nó đen đen, nhìn nó không có được ngon miệng, cái kiểu mà dơ dơ ấy. Và sau khi ăn xong là nó sẽ dính lem lên miệng nữa. Nên là mình cảm nhận là nó sẽ không ngon miệng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Và giờ là mình có cái suy nghĩ ha, là uống trà sữa uống nhiều nó cũng không có lợi ích gì, thậm chí là còn gây béo phì nữa. Thay vào đó thì mình sẽ thới món chè mè đen vào. Món chè mè đen thì rất là tốt cho hệ tiêu hóa nè, mượt tóc nè. Đông y cũng khuyến cáo nên dùng mè đen vì đây được xem như là một vị thuốc. Nè nè, thấy chưa? Cái bộ dạng ăn chán ghê chưa? Lỡ ngọ to chắc cò tành một quá. Gì? Đu đủ chân là một cái món tráng miệng được làm từ đu đủ. Nó có vị ngọt phù hợp với mọi đứa tuổi. Tiếng Việt là đu đủ chân, tiếng Hoa là tuần mua qua và tiếng Quảng sẽ là tành mục qua. Trong đó mua qua là đu đủ, tành là chân. Món này sẽ được chưng cách thủy, một cái hình thức dùng hơi nước để mà làm chín chai đu đủ. Trong chè sẽ có gì đây? Mình sẽ là cái kiểu người ăn thì chỉ quan tâm tới ăn thôi, mình sẽ không để ý tới nguyên liệu đâu. Trong chén chè này thì mình sẽ thấy có nước đường nè, đu đủ. Đây, ăn 3 món rồi thì món này đối với mình sẽ là thân thuộc nhất. Vì ở nhà mẹ mình thường có thói quen là sẽ nấu món chè này cho gia đình. Độ ngọt vừa phải. Và mình thích cái độ ngọt này hơn. Ở nhà mẹ mình ít cho ngọt lắm. Đu đủ chân á thì sẽ dưỡng ẩm cho da nè, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nước đường thì giúp cho làm trắng và dưỡng da. Nói chung là tốt cho da. Ở quán thứ hai, mọi người nhìn vào tuy là cái không gian có phần không có được rộng như quán thứ nhất, nhưng mà bù lại cái nguồn năng lượng tỏa ra ở cái quán này á, nó làm cho người ăn rất là thoải mái. Bạn cũng có thể thấy mình có phần bớt gượng đi đúng không? Đó, nên là đôi khi á, một món chè ngon nó không quyết định hoàn toàn nằm ở việc là nguyên liệu như thế nào, chén chè được trình bày như thế nào. Đôi khi nó còn nằm ở việc là cách tiếp đãi của những người chủ đối với khách hàng tới ăn nữa. Ok, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem video đến giờ phút này nhé. Ăn chè xong rồi thì bây giờ đi về ngủ thôi. Ngõ sẽ nhìn thần sổi lên vì cá phan trẻ phanh cao. Bye bye mọi người. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.